Con nhớ đánh răng cho kỹ nha, nếu không sẽ bị sâu răng đó. Dạ. Trời Shadow, con mau dậy đánh răng đi. Ủa? Ủa, trời đất ơi, lại có chuyện gì vậy? Nữ hoàng đắc đối. Trời ơi, cái con bé này, cái đống gì vậy hả? Mẹ ơi, cái này là... Ủa, có chuyện gì vậy? Hình như là rượu trái cây có phải không? Con còn đứng đó làm gì nữa? Mau đi lấy cây lau nhà cho mẹ, nhanh lên. Anh còn đứng đó làm gì? Sao không qua phụ em một tay đi? À, được rồi, anh làm liền. Thiệt tình, mới sáng sớm ra đã bực mình rồi. Anh biết cái này mắc tiền lắm hay không? Ủa? À, bye bye. Mẹ bình tĩnh đi mẹ ơi, cái này không phải tại con đâu. Lúc con đang lấy cây lau nhà thì tự nhiên nó rớt xuống. Bộ nó có chân hả? Sao mà tự rớt xuống được? Đau quá mẹ ơi, con nói thiệt mà. Lúc con đang lấy cây lau nhà thì tự nhiên nó rớt. Chị Mi Mi ơi, em lo quá. Nếu còn đánh nữa chị ấy sẽ bị gãy lưng luôn á. Em đừng có lo, lưng của chị Shadow khỏe lắm. Cái này cũng chỉ như rèn luyện hàng ngày thôi. Không sao đâu, mẹ đi chợ rồi em mới ra chứ bộ. Trời Mimi. Mẹ đã cảnh cáo con rồi, sao con không nghe hả? Mẹ ơi, con. Mẹ sẽ tự đưa cho cha đu, nên con đừng có lẩn quẩn quanh đây nữa. Mẹ ơi. Không có chị cha đu đi chung, chán muốn chết. Chị ơi, em với chị mỗi người một cái nha. Được không? Cái này không phải chỉ dành cho bạn bè thôi hả? Thì có xa đâu, giữa chị em gái cũng có tình bạn mà. Wow, nhìn nó dễ thương quá à. Khi mẹ nhìn thấy thì em mau đi đi. Mẹ không có ở nhà đâu chị đừng lo. Ba mẹ ra ngoài hết rồi, còn nó sẽ về trễ nữa. Nếu vậy thì đi thôi. Nè, Nurochi, mau qua đây phụ
phụ một tay đi. Chị ơi, chị cùng nặng đầu người tuyết với em được không? Từ từ đi, vẫn chưa tới lúc đó đâu. Hả? Chứ chị đang làm người tuyết gì vậy? Người tuyết đơn đơn đó. Tụi mình cần phải lấy thêm nhiều tuyết hơn nữa để làm cái bụng bộ nhiều mỡ của cậu ấy nè. Bây giờ chúng ta hãy làm tất cả những người tuyết mà chúng ta muốn. Ha ha, nghe thích thiệt luôn. Chị Sa Đơn, đây là cả một nghệ thuật luôn á. Tiếp theo chúng ta sẽ nặng ai nữa đây? Em nè, chị làm cho em một con người tuyết được không? Em ước gì mình có được một con người tuyết, Mimi. Được thôi, chiều theo em hết. Mimi nè, em có muốn được trở thành một người tuyết thật sự luôn không? Chị nói thiệt sao? Thành người tuyết thật sự hả? Mẹ ơi. Baby, sao có mình con vậy? Chị Mimi đâu? Dạ, chị Mimi ra ngoài chơi với chị Shadow rồi mẹ. Cái gì? Hai cái đứa nhóc này. Shadow à, Mimi à. Thôi mà, em để tụi nhỏ chơi đi. Ừ? Mimi à. Trời ơi, Mimi hả? Con có chuyện gì không hả? Mẹ ơi. Ừ. Mimi muốn làm người tuyết nên con biến em ấy thành người tuyết luôn. Ba ơi, con nhìn y như người tuyết thiệt luôn á. Nhưng mà con không có cảm giác được chân mình nữa mà chỉ thấy lạnh thôi. Em ơi, tôi phải mang con bé ra ngoài trước cái đã. Anh ơi, phải làm sao đây? Tuyết đã đông cứng lại rồi, không thể nào bới ra được. Bác sĩ ơi, làm ơn khám cho con gái tôi, con bé đây nè. Chuyện gì xảy ra với con bé vậy? Trời, cha đu! Con không biết trời lại lạnh tới vậy. Sao con có thể không biết được chứ? Con bao nhiêu tuổi rồi hả? Bà xã à, bình tĩnh lại đi. Dạ, mẹ nói đúng. Chuyện này là lỗi của con, tất cả đều là tại con hết. Con thật đáng ghét, con thật sự là một người chị xấu xa. Trời cha đu! Con không chịu được nữa, con sẽ đi cho khuất mắt mẹ. Được rồi, từ giờ mình sẽ ở đây. Thế giới này toàn chống đối lại mình. Từ giờ sẽ không còn ai ép buộc mình nữa. Tự do tuyệt vời. Hãy đến đây đi, cơn bão kia. Mình không cần luật lệ nào hết. Giờ mình đã là người tự do. Và mình cũng không còn sợ cái giá lạnh nữa. Để coi. Tốt quá, con đã hạ sốt rồi nè. Nhưng mà mẹ ơi, chị đau rồi. Ôi, sáng giờ mẹ không thấy chị của con đâu hết. Chị ơi, chị đau rồi. Chị ơi. Mấy bạn ơi, cho mình hỏi một chút, mấy bạn có thấy chị của mình đâu không? Chị ta đâu á hả? Mình có thấy nè, chị ấy đã một mình đi lên ngọn núi phía bên kia rồi. Cái gì? Lên núi hả? Hả? Đây là dấu chân của chị
Chị Shadow, chị đang làm gì ở đây vậy? Chắc là em hết sốt rồi hả? Em tới đây làm gì vậy? Mau quay về nhà đi. Cái nhà tuyết này là sao vậy? Giới thiệu với em, đây là nhà mới của chị. Từ giờ chị sẽ ở lại nơi này luôn, không về nữa. Cái gì? Chị tức cười quá. Tại sao lại tức cười chứ? Mau đi đi, đừng có làm phiền chị nữa mà. Chị Shadow, chị đừng có quậy nữa, mau về nhà với em đi. Không đâu, chị sẽ không bao giờ quay về. Ở một mình hơi cô đơn, nhưng đây chắc là nơi dành riêng cho chị rồi. Chị nhìn nè Shadow, em đã mua cái này để tặng cho chị á. Cái này là cái gì vậy hả? Là nhẫn tình bạn. Chị vừa là chị vừa là bạn của em. Chị hãy về nhà với em đi được không? Em đừng có nói nữa, em mau quay về nhà đi. Em còn chưa nhận ra hả? Lần nào chơi chung với chị em cũng gặp chuyện nguy hiểm. Chị chỉ cần đẩy em vào những rắc rối mà thôi. Cho nên em đừng tìm chị nữa. Chị Shadow ơi. Đúng vậy, làm tốt lắm. Trời Shadow, không được quay đầu lại. Chị ơi. Em nhất định sẽ không về một mình. Em nhất định sẽ về cùng với chị. Mau ra khỏi nhà tuyết của chị ngay. Chị Shadow, những lúc em xảy ra chuyện đâu phải lỗi do chị đâu, mà là do bàn tay thần kỳ của chị thôi. Bàn tay thần kỳ sao? Đợi con hết bệnh đi rồi biết tay mẹ. Mẹ ơi, ngon quá à. Ủa, tại sao con Ronchi lại đi theo Mimi lên tận đó hả? Ôi, mình đang làm cái gì vậy nè? Mẹ ơi, cho con ăn một miếng nữa đi. Không có ăn uống gì hết. Chị ơi, mau ra ngoài chơi thôi. Chị có muốn làm người tuyết với em không? Nếu em muốn thì đi thôi. Yeah.